Chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tử Vi Phương Đông năm 2021 của 12. Hôm nay, ban biên tập kênh chia sẻ tới anh chị và các bạn vận trình tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của người tuổi Mùi trong năm 2021 Tân Sửu. Xem tử vi năm 2021 cho thấy, trong năm Tân Sửu này thì tuổi Mùi xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, sử Mùi tương xung, lại thêm hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Trong năm nay thì bản mệnh sẽ phải chịu nhiều áp lực về công việc, vận trình khó khăn chồng chất, khó tìm được cơ hội để thành công. Mệnh chủ phải gánh chịu một khối lượng công việc lớn mà tới khi nhận thành quả thì có nguy cơ sẽ bị người khác cướp mất, chịu nhiều ấm ức. Thêm nữa thì trong năm bản mệnh còn có điểm báo rắc rối với cơ quan công quyền, tốt nhất là chớ làm căng nên nhún nhường, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Vậy, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem cách hóa giải và vận dụng tốt cho những cơ hội hiếm hoi để lội ngược dòng thành công, giữ được tiền tài trong video này. Tổng quan tử vi tuổi Mùi năm 2021 Tân Sửu. Tử vi năm 2021 Tân Sửu cho thấy trong năm tuổi Mùi xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, sử Mùi tương xung, lại thêm thất sát hung tình khắc chế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó bể được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng gấp phải đá tảng, hết lần này đến lần khác không xong việc. Trong năm này thì không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Tỷ kiên thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng, tranh đoạt từ mọi người xung quanh. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can, cân kim lộ xuất thực thần nhưng lại bị thái tuế và tỷ kiếp kìm kẹp. Vì thế mà trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền, hao của. Tài vận của tuổi Mùi vào năm 2021 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay, bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tổn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà sẽ để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế sửu thổ là âm thổ, vì thế mà trong năm thủy hỏa nhị khí cùng kém, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp. Trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Hợi, Mão, Mùi. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mùi vào năm Tân Sửu 2021. Theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong năm Tân Sửu 2021 thì con giáp này gặp phải thái tuế sửu thổ khắc chế bản mệnh. Công việc của tuổi Mùi vào năm 2021 không được như dự báo, nhiều người thì gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được.
công việc không được như ý lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến cho áp lực tinh thần đè nặng. Phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên chống lại những điều rủi ro. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Mùi có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng càng lớn hơn. Có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Đã thế, lại có thể xảy ra những vấn đề sai sót, thua lỗ, thất thoát, đền bù. Đúng là không có cái đen nào hơn, nên bạn có ý định chuyển việc một vài nơi thì cũng là một điều nên làm. Ngoài ra thì thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay là để lộ điểm yếu gì với họ. Nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Mùi, khiến cho bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Mùi gặp cục diện xung thái tuế, trên con đường sự nghiệp sẽ gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo thì đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp chấp pháp, kẻo lại mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc. Bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc thì vẫn còn khó nói. Biết đâu, đi đến một nơi khác lại là khởi đầu mới may mắn hơn cho con giáp này. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại bất động sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Mùi. Những chú dê cũng cần phải kiểm soát cảm xúc, tránh để những lời châm chọc xúc xiển làm mình nóng giận bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đặc biệt các mệnh chủ tuổi Mùi trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Sửu dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mùi. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên đi khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này thì có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Mùi. Nhìn chung tài chính của người tuổi Mùi trong năm 2021 Tân Sửu không được như ý cho lắm vì công việc không thuận lợi. Dù không quá túng thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì. Đã thế còn dính vài họa thị phi, lừa đảo, trộm cắp, lợi dụng nên có những lúc khó khăn vay mượn triền miên. Người tuổi Mùi trong năm Tân Sửu 2021 tài vận không được như lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá nhiều. Thêm nữa còn phải đề phòng trộm cắp, lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra thì trong năm có thái tuế là thất sát hung tinh, đối xung với thứ tài nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của hoặc bị lừa gạt hoặc là bị nẫng tay trên. Những chú dê cũng cần phải thận trọng khi mà làm trong các ngành tài chính, cổ phiếu hay là các dự án thủy lợi thì thường mất nhiều hơn được. Cùng với đó, trong cuộc sống thì dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục. Hơn nữa thì áp lực kinh tế rất lớn, có thể gây ra nợ xấu nên cần phải chú ý nhiều hơn. Cần đưa ra định hướng chi tiết cho mình. Mệnh chủ tuổi Mùi năm nay tốt nhất hãy theo định hướng đó là động trung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của các tác động xấu do thái tuế gây ra.
Năm nay có hung tinh nên bạn không được tham gia các trò kinh doanh mạo hiểm, đầu tư kiếm lời thì phải suy nghĩ trước sau, tư vấn ý kiến của nhiều người, nếu không sẽ bị thất thoát, thua lỗ, trục lợi. Năm nay tài vận rất khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền thì đừng tham lam. Nếu có hành động tốt thì sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác. Nếu bạn cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi, thích nghi với những sáng tạo đổi mới. Tin rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn và hãy luôn nhắc nhở mình nhớ mang theo bên mình một vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Hợi, Mão, Mùi các bạn nhé. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021. Vận tình duyên của người tuổi Mùi vào năm 2021 vô cùng đào hoa. Bạn là người chủ động trong chuyện tình cảm nên có nhiều cơ hội thu hút người khác giới, sớm gặp được người tri kỷ như ý muốn. Tuy nhiên, cũng phải sống hết sức chân tình thì mọi chuyện mới êm đẹp, chứ đừng thấy người khác yêu thương mà lại hách dịch lên mặt. Người chưa có gia đình thì cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình thì nên thận trọng người ở cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cần phải cẩn thận khi mà có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm, nếu cứ mãi giữ tư tưởng so thánh thiệt hơn. Con giáp này dù là nam hay nữ thì mệnh chủ đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về vật chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Mùi có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi kết hợp với một bạt dây chuyền hồ ly. Về tử vi sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mùi trong năm Tân Sửu 2021. Sức khỏe của tuổi Mùi trong năm này thì tình trạng không được tốt cho lắm, phải chịu nhiều áp lực công việc, tình cảm nên tinh thần sa sút. Nếu không được quan tâm về sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân, có nhiều bệnh tật trong người. Dù không phải bệnh nặng nhưng nhất định phải chú ý chăm sóc, nếu không bệnh sẽ trở thành lớn, khiến cho bạn vất vả chống chọi. Thổ khí vượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Tuổi Mùi có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích, đề phòng bệnh cao huyết áp. Tuổi Mùi cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục thể thao, ngày nghỉ thì dành thời gian bên bố mẹ cùng cả gia đình đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực, dễ khiến cho tâm lý sinh bất ổn. Để hóa giải tà khí, âm khí ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần mang theo bên mình bát bảo tâm kinh, giúp cho tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho người sử dụng. Cát hung vận hạn của từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu. Tử vi năm 2021 của tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, Dương Liễu Mộc. Năm Tân Sửu 2021 nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều đến những bệnh liên quan tới gan, thận cũng như là một số bệnh có liên quan tới gân cốt. Năm nay, mệnh chủ sẽ là năm không tốt, tâm hồn ăn chơi sẽ chiếm đa phần, tiêu tiền không kiểm soát, không biết kiểm soát sẽ là vấn đề lớn của bạn. Mệnh chủ sẽ cần phải nỗ lực để kiếm tiền, học tập, làm việc và học cách thực tế. Sẽ có quý nhân chỉ điểm, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc thì lãnh đạo cũng sẽ trọng dụng,
Về phương diện tình cảm, vận đào hoa rất vượng, người độc thân thì dễ được ý trung nhân. Hãy sử dụng vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được quý thần tương trợ. Nam mệnh 19 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh nên đề phòng gặp phải những chuyện thị phi hoặc người xấu, đồng thời chú ý đến gan và mắt. Nữ mệnh 19 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, hạn chế những cuộc cãi vã với người khác do những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi năm 2020 của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, lộ bàng thổ. Năm Tân Sửu 2021, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ, đồng khí, tương liên. Vậy nên mệnh chủ cần phải chú ý những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh liên quan tới dạ dày. Ngoài ra thì cần phải chú ý thêm các bệnh liên quan tới tai mũi họng. Trong công việc thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, cũng cần phải đề phòng gặp phải người lạ, có ý chống đối, không nên đứng ra bảo lãnh cho người khác. Cần dốc hết sức mình để làm việc, có thế mới đạt được thành tích cao, nhận được sự công nhận và tán thưởng từ phía cấp trên. Có điều nên biết lựa sức mình, đừng leo quá cao mà ngã đau. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp thì nên giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, đừng vì công việc mà phát sinh tranh cãi, càng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Vạn sự dĩ hòa vi quý, hãy học cách đứng ở vị trí của đối phương để suy nghĩ thấu hiểu và thông cảm, đừng gây thù chuốc oán. Về phương diện tình cảm, tuổi này nếu còn độc thân thì tình trường vẫn như một tờ giấy trắng, mãi chẳng được tìm đối tượng ưu ý. Dù có gặp được thì cũng như hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Đừng cố chấp miễn cưỡng bản thân. Các cặp đôi ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn có vết rạn nứt, tuy nhiên vẫn có thể hóa giải bằng những cách cư xử khéo léo và tinh tế. Đừng làm đối phương chịu tổn thương, cũng đừng gây hiểu lầm. Hôn nhân cần sự cảm thông và bao dung. Để hóa giải những tài ách của năm, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi và kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc suốt năm. Nam mệnh 31 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, những người đang trong thời gian phát triển sự nghiệp nên kiên nhẫn nhẫn nại. Nữ mệnh 31 tuổi gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, nếu đang có kế hoạch sinh nở thì cần phải chú ý đến việc dưỡng thai, chuẩn bị tâm lý cho việc sinh mổ. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thiên thượng hỏa. Năm Tân Mùi 2021, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh nên mệnh chủ sẽ bị tiết mất khí, dẫn đến thường xuyên bị các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và các bệnh liên quan tới mắt. Trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, vận trình thăng trầm bất động, dễ vướng phải những trở ngại khó khăn, phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn như là thay đổi công việc, đầu tư tài chính. Xét về vận trình công danh sự nghiệp, mệnh chủ khó bề ổn định như mong muốn, tính biến động trong công việc khá lớn. Có lúc thu nhập ngoài dự kiến, tiền bạc dồi dào, nhưng cũng có những lúc nguồn thu thắt chặt. Muốn đứng ở vị trí của mình thì bản mệnh phải tính toán từng bước, từng chi tiết. Bốc đồng sốc nổi sẽ chỉ dẫn đến sai lầm, gây ra những thất bại nặng nề. Về phương diện tài chính thì mệnh chủ chưa biết kiểm soát thói quen mua sắm chi tiêu của mình. Khi mà tiêu tiền hiếm khi, xét về nhu cầu sử dụng, mua rồi mới tiếc, mới hối hận vì tiêu tiền không đúng chỗ. Nam mệnh 43 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, vì vậy nên đi ra ngoài và đi bộ nhiều hơn, không nên ở trong nhà, nếu không dễ bỏ lỡ những điều may mắn. Nữ mệnh 43 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này không tốt cho phụ nữ, dễ gặp tai bay vạ gió. Để hóa giải những tai ách của năm cũng như kích hoạt hòa hợp tình duyên cho mình, gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi và kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc suốt năm. Tử vi năm 2021 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thiên hà thủy. Năm Tân Sửu 2021, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ tương chiến sẽ mang lại nhiều bệnh tật cho mệnh chủ về gan và những bệnh liên quan tới gân cốt sẽ là nỗi lo lắng của các gia chủ. Năm nay sẽ có nhiều thách thức và cạnh tranh cũng như là cơ hội để mở rộng sự nghiệp và cải thiện tình trạng công việc. Những người làm kinh doanh cần phải cẩn thận về các vấn đề thuế trong thương mại.
Vận trình năm 2021 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 không có gì nổi bật. Sự nghiệp khó bể cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình. Thành tích làm việc thì giảm sút rõ rệt. Bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, gây cho tài chính tổn thất nghiêm trọng. Những người làm kinh doanh năm Tân Sửu này thì không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh thì nên tìm đọc hoặc đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Về cuối năm, vận trình có phần khởi sắc hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, song cần phải chú ý đừng vì bận rộn công việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Cần giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, hạn chế hút thuốc, uống rượu bia. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế năm 2021. Nam mệnh 55 tuổi, gặp sao La Hầu chiếu mệnh, tránh thị phi hoặc gặp phải những người xấu, nhưng cũng chú ý đến gan, chăm sóc mắt. Nữ mệnh 55 tuổi, gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, cần tránh thị phi, gia đình không êm ấm. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế năm 2021. Tử vi năm 2021 của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, sa trung kim. Năm Tân Sửu 2021 nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh nên dẫn tới mệnh chủ thường xuyên bị những bệnh tật liên quan đến đường tiêu hóa hoặc các bệnh liên quan tới hệ hô hấp. Sẽ có nhiều áp lực từ phía gia đình, người thân khiến cho tâm trạng bạn không được tốt. Ngoài ra thì năm nay thích hợp để xem xét đầu tư bất động sản. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế năm 2021 để nghênh đón các vị thần cai quản trong năm nay, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mình. Nên học cách hóa giải áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè tri kỷ. Đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn thì hãy giải bày thoải mái. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính thì không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin, mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Nam mệnh 67 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, thường cảm thấy mọi việc không suôn sẻ, hãy cẩn thận với trộm cắp và tai nạn. Nữ mệnh 67 tuổi gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, nên đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khía cạnh phụ khoa. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Mùi trong năm 2021. Quý anh chị có thể thấy lộ trình vào năm 2021 của gia chủ tuổi Mùi tuy gặp những khó khăn về hạn thái tuế do năm nay là 5 tuổi và còn phạm phải thái tuế nên sẽ có những thị phi và những điều xui xẻo không mong muốn ập tới. Tuy nhiên thì mọi chuyện đều có thể hóa giải biến hung thành cát khi mà chúng ta biết cách hóa giải đúng cách. Dù gặp phải khó khăn, nhưng trong năm nay cũng là năm có nhiều cơ hội mở ra cho những gia chủ tuổi Mùi nhiều thành công may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mùi trong năm 2021. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, Tài Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.